Kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình khuyến học Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, vừa qua ngày mùng 5 tháng 1, Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2, khóa 6, nhiệm kỳ 2022-2027. Năm 2022, toàn tỉnh Quảng Nam đã huy động nguồn vốn khuyến học trên 67 tỷ đồng và trao được rất nhiều các phần quà đến các em học sinh, sinh viên khó khăn trên địa bàn. Năm qua, các cấp hội đã thực hiện tốt và có hiệu quả công tác vận động nguồn quỹ, phối hợp với các tổ chức, cá nhân, các nhà tài trợ trong và ngoài nước tiếp nhận và tổ chức học bổng, khen thưởng, hỗ trợ khó khăn đạt hiệu quả tốt. Duy trì và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua vượt khó học tập tốt, tháng 9 khuyến học, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, vì em hiếu học. Đặc biệt, phong trào huy động quỹ hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên nghèo khó khăn không bỏ học giữa trường. Toàn tỉnh Quảng Nam đã huy động nguồn quỹ khuyến học hơn 67 tỷ đồng, từ đây hơn 216.000. Suất học bổng đã được trao tặng cho các học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi, với tổng số tiền gần 58 tỷ đồng. Tại hội nghị, Hội khuyến học tỉnh Quảng Nam cũng đã nêu lên 5 ý kiến với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và một kiến nghị đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo Hội khuyến học Việt Nam. Ghi nhận thành tích đạt được trong năm 2022, Hội khuyến học huyện Thăng Bình và Hội khuyến học huyện Hiệp Đức đã được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Ngoài ra có 4 tập thể, 9 cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen, 36 cá nhân vinh dự được nhận kỷ niệm trương vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng. Thưa quý vị, chương trình Cùng Em Đón Tết Xuân Quý Mão 2023 vừa được Hội Khuyến học thành phố Hải Phòng tổ chức vào ngày 6 tháng 1 tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng. Nhân dịp này đã có 120 em học sinh nghèo vượt khó huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng vừa được nhận quà từ Hội khuyến học thành phố. Tại chương trình, Hội khuyến học Hải Phòng trao 75 suất quà tặng học sinh huyện Tiên Lãng và 50 suất quà tặng học sinh huyện Vĩnh Bảo. Mỗi suất quà trị giá 400.000 đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Kinh phí được trích từ quỹ Hội khuyến học thành phố và vận động ủng hộ từ công ty trách nhiệm hữu hạn Maple công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Song Hao, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Takahata Precision Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn Lihit Lab Việt Nam và trách nhiệm hữu hạn Saitech Việt Nam. Những việc làm cụ thể, thiết thực của Hội Khuyến học Hải Phòng cùng sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn góp phần kịp thời động viên, khích lệ các em học sinh tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt khó, vươn lên trong học tập, giúp các em và gia đình đón xuân mới tươi vui, ấm áp. Thưa quý vị, ngày 5 tháng 1, Hội khuyến học tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hội nạn nhân chất độc màu da cam Dioxin, Hội chữ thập đỏ huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã trao quà cho 50 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là con em nạn nhân nhiễm chất độc màu da cam tại huyện. Năm 2022, Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã ký kết chương trình phối hợp công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập với 32 đơn vị là các sở, ngành, lực lượng vũ trang, các cơ quan thông tin báo chí, ủy ban mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và các tổ chức hội khác của tỉnh Thanh Hóa. Giai đoạn 2022-2026. Tỉnh Thanh Hóa trong năm 2022 đã thực hiện nghiêm túc công tác khuyến học và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Từ đây, toàn tỉnh Thanh Hóa đã trao học bổng cho gần 84.000 học sinh, sinh viên với số tiền gần 51 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với các đơn vị tổ chức hỗ trợ máy tính, máy chiếu, màn hình cho các trường học trực tuyến, nâng cao chất lượng dạy và học. Thanh Hóa hiện có 315 trung tâm học tập cộng đồng có phòng học riêng, 502 trung tâm học tập cộng đồng có văn phòng riêng, 559 trung tâm có biển hiệu và máy vi tính kết nối mạng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đánh giá cao kết quả thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập mà Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong năm 2022. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn đề nghị, trong thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quan tâm, giới thiệu, tham gia giải thưởng nhân tài đất Việt, đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập qua việc thực hiện phần mềm số hóa nhằm đánh giá công nhận danh hiệu công dân học tập. Tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn đã thừa ủy quyền cho bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022, đồng thời trao cờ thi đua bằng khen của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. Ngày mùng 6 tháng 1, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam đã thừa ủy quyền trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa vì có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2022. Tại chương trình, mỗi học sinh đã nhận được phần quà trị giá 300.000 đồng. Tổng kinh phí quà tặng lần này là 15 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ Quỹ Khuyến học Khuyến tài tỉnh Bắc Giang. Hội Khuyến học tỉnh Bắc Giang hy vọng những phần quà sẽ góp phần động viên các em học tập, xoa dịu nỗi đau da cam và đón năm mới vui vẻ, đầm ấm bên gia đình thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình truyền hình khuyến học ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại